kulturelle, sosiale, åndelige verdier som våre forfedre har kjempet hardt for, bare for å tjene deres skadelige kommunistisk ideologi. Dette kan vi ikke akseptere. Dette må vi kjempe imot. Det er blitt sagt, ikke hør på hva vietnamesiske kommunister sier, men se hva de gjør. Denne appellen fordrer oss til å avsløre deres narrespill. Vi må synliggjøre følgende. 1. Deres skjeltringmentalitet, som er: de fortsetter med maktmisbruk og overgrep fordi de tror de kan komme unna med det. Fordi de tror ingen noensinne klarer å stoppe dem. 2. Deres doble kommunikasjon og desinformasjon. De snur på sannheten på hodet. De skjønnmaler egne brutale handlinger og maktmisbruk, mens de svartmaler rettskaffende handlinger fra modige vietnamesiske menn og kvinner som ønsker å svare og forsvare fedrelandets verdi, kultur og menneskerettigheter. For eksempel, hensynsløse politisoldater ble hedret som helter, mens Ledingen betegnes som kriminell og fiende av regimet. Men vi vet bedre. Vi er klokere enn dem. Derfor har vi ansvar for å stå opp for sannheten og rettferdigheten. Vi må hedre de virkelige heltene, spesielt Go Ledingen. Kjære venner, navnet til kommunen Dong Tam betyr på engelsk United Heart and Mind, på norsk harmonisk forening av hjerte og vilje. Go Ledingen levde og var en av ledere for denne kommunen. Han representerte sin by Sander Ong. Nå er han dessverre borte, drept av vietnamesiske myndigheter. Hans vilje, visdom og engasjement gjorde de kommunistiske myndighetene så redde at de drepte ham. De har fysisk drept ham. Men de vil aldri klare å eliminere hans ånd, vilje og styrke. For vi skal hedre ham. Vi skal fortsette å videreføre hans ånd og mot. Kjære alle sammen, dere hedrer Go Ledingen med deres tilstedeværelse i dag. Dere kan fortsatt gjøre mer. Dere kan spre informasjon om urett som skjer i Vietnam. Dere kan donere penger til støtte på befolkningen i Dong Tam. Dere kan invitere en venn hjem til middag for å snakke om menneskerettighetsbrudd i Vietnam, og så videre. Og mens vi er samlet i dag, håper jeg og Hong Su-min at dere roper så høyt dere klarer etter meg, og krever følgende. Rettferdighet for Dong Tam! Rettferdighet for Dong Tam! Rettferdighet for Go Ledingen! Rettferdighet for Ledingen! Stopp ekstrem politivold i Vietnam! Stopp ekstrem politivold i Vietnam! Demokrati for Vietnam! Demokrati for Vietnam! Menneskerettigheter for Vietnam! Menneskerettigheter for Vietnam! Cảm ơn tất cả những quý vị. Chúng ta bây giờ sẽ hát một bài hát, và bài hát đó sẽ là Đừng Để Mất. Đừng để mất nước vào tay giặc đầu, đừng để lòng lo âu im lặng chờ chết, mà phải biết đứng lên hiên ngang và quyền được sống, quyền được yêu nước non với trách nhiệm của mỗi con dân. Cho Việt Nam dân chủ muôn đời, cho người yêu nước.
đồng bào ở Đồng Tâm. Và chúng ta cũng đã biết là trong suốt tuần vừa qua, rất nhiều nơi trên thế giới cũng hướng về và sát cánh với Đồng Tâm. Và đặc biệt ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ nghe một lời phát biểu của một người ở Đồng Tâm. Xin mời anh Lê. Xin chào ông bà, anh chị và các bạn xa quê hương. Tôi biết thì vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 tại thủ đô Oslo, Mali thì có diễn ra một cuộc tưởng niệm về cái việc khảo sát Đồng Tâm. Thì như chúng ta đã biết thì khi mà trời chiến thắng rõ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì bè lũ quan chức cộng sản đã huy động một lượng quân anh đảng gồm đến cả 3.000 cảnh sát cơ động và với đầy đủ trang bị súng ống, các xe thiết giáp và các công cụ hỗ trợ tiến về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để tiến hành cái cuộc tàn quét khủng bố người dân Đồng Tâm. Trong cái cuộc tàn quét đấy thì quân khủng bố cộng sản họ đã ra tay rất là tàn bạo khi mà tấn công vào dân thường với lực lượng hỗn hợp và với đầy đủ trang bị vũ khí, và những tên cộng sản đã chỉ huy đã ra lệnh các hạn chế lô hình trình một thủ lĩnh của phong trào đối lập tại Đồng Tâm. Cụ Lê Đình Kình là 84 tuổi và chính xác hạn cụ Lê Đình Kình với một hình thức cực kỳ dã man. Và cho đến ngày hôm nay khi những thông tin hình ảnh đã được người dân Đồng Tâm gửi ra thì tất cả mọi người đều biết rằng là trước khi sát hại cụ Lê Đình Kình thì quân cộng sản đã tra tấn cụ rất là dã man với những vết thương bầm tím phía sau gáy và một phát đạn xuyên qua đầu và một phát đạn từ bắn xuyên qua tim từ phía trước và trổ phía hạ sườn khoảng phía sau, và một phát đạn sẽ toan chân trái của Lê Đình Kình bay cả một cái mảng xương qua thịt. Và những tội ác của quân cộng sản mà khi mà chúng chỉ vì những cái mảnh đất, chỉ vì những cái lợi ích từ việc thu hồi cướp bóc đất đai của người dân, chúng đã bất chấp những cái dân thường đạo lý, bất chấp pháp luật để mà đưa quân về khủng bố đàn áp người dân một cách dã man, một cách man dợ. Thì trước những tình hình đấy thì như tôi được biết thì có rất là nhiều người Việt ở trong nước cũng như sinh sống ở nước ngoài cũng hướng về Đồng Tâm và rất chia sẻ nỗi đau của người dân Đồng Tâm. Và đây là một cái nguồn an ủi, một cái nguồn động viên cho những người còn sống sót trong cái cuộc quân cộng sản thảm sát người dân Đồng Tâm. Và hiện nay thì cũng còn ở Đồng Tâm hiện nay thì cũng còn đang rất là nhiều người đang bị bắt bớ, bị đàn áp và bị tra tấn, trong đó ít nhất là 22 người đã bị bắt và bị khởi tố theo những tội danh giết người và chống người thi hành công vụ, trong khi họ là những nạn nhân của quân cướp đất, họ là nạn nhân của một cái cuộc thảm sát của quân cộng sản. Những tội ác đấy đã rung động, đã khiến cho rất là nhiều người dân thức tỉnh và nhìn nhận cái tội ác của quân cộng sản là một cái tội ác trời không dung đất không tha. Và rất là nhiều người Việt ở trong nước cũng như ở quốc tế đã tiến hành những cái buổi cầu nguyện với nhân dân Đồng Tâm, cầu nguyện cho cụ Lê Đình Kình. Và đây là những cái hoạt động thiết thực để chúng ta ủng hộ
giúp đỡ, động viên tinh thần cho người dân Đồng Tâm và đặc biệt là cho gia đình nhà cụ Lê Đình Kình. Thì được biết là vào thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020 tại thủ đô Oslo của Na Uy thì cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm về Đồng Tâm. Thì tôi nghĩ đây là những hành động thiết thực nhất để những người Việt ở xa quê hương có thể chia sẻ những cái nỗi đau của người dân Đồng Tâm và có thể an ủi động viên họ. Đồng thời thì những cái việc làm như vậy cũng là những cái việc làm để chúng ta lên án tội ác, lên án chế độ cộng sản tàn ác phi nhân, và chúng ta lột rõ cái bộ mặt độc tài tham nhũng cướp bóc khủng bố của chế độ cộng sản cho nhiều người dân được biết và cho quốc tế được biết. Thì từ những cái sự thật như vậy được đưa ra thì chúng ta hy vọng cái ác sẽ đẩy lùi dần đi, và chúng ta hy vọng là những cái điều tốt đẹp sẽ đến để mọi người cùng chung tay góp sức để chống lại những cái thể chế cộng sản độc tài tham nhũng cướp bóc này ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ, đó là lời chia sẻ từ Đồng Tâm đến chúng ta, và chúng ta có thể tưởng niệm và tiễn đưa cụ Lê Đình Kình. Xin mời tất cả trong chúng ta ai có bông có thể lên bàn thờ và có thể đặt cành bông đó.